Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà Sành Đồ Si. Hôm nay thì nhà Sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo có size từ size L cho đến size 2XL. Cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 85 kg, mình có thể lựa chọn rất là nhiều sản phẩm trong buổi live hôm nay. Vẫn đồng giá là 200.000 trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà Sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà Sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ là từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên nhà Sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo với tông màu chủ đạo của mình nó sẽ là cái tông màu đen ghi, và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Em này sẽ có mã là A578, chiều dài là 73, ngang là 59 và vai sẽ là 52. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70 đến 75 kg. Quý chị có thể là mặc vừa cái sản phẩm này. Với cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu cotton. Lại gần cho quý chị chúng ta có thể là coi cận chất sản phẩm luôn. Em này thì được cái là mặc lên rất là thoải mái, dễ chịu, và thứ hai nữa là thấm hút mồ hôi rất là tốt để quý chị chúng ta có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Và cái phần cổ áo của mình thì nó sẽ là cái thiết kế cổ có khóa kéo này, rất là thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng. Đây là một thiết kế của nhà Kennec. Bên trên này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu và mã của sản phẩm sẽ là A578. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Toàn bộ các sản phẩm thì đều là hàng mới về nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm về cái độ mới của sản phẩm. Và tiếp theo thì sẽ là một con áo của nhà Uniqlo. Em này thì sẽ là cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu xanh than, cũng là một cái tông màu trung tính được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều. Một thiết kế suông trơn đơn giản cho các bác chúng ta có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Và mã sẽ là A579, chiều dài là 6, chiều dài sẽ là 73, ngang là 55,5 và vai là 48,5. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg. Các bác có thể lựa chọn sản phẩm này. Bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm áo polo đơn giản basic thì quý chị có thể là tham khảo cái sản phẩm này của nhà Uniqlo. Rồi chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một con áo với tông màu đỏ và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Mã là A580, chiều dài là 73, ngang là 53 và vai là 51. Một thiết kế dành cho quý chị chúng ta xung quanh 70 đến 75 kg. Các bác có thể lựa chọn sản phẩm này. Chất liệu của này sẽ là hàng cotton cực kỳ dày dặn luôn, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Thứ hai nữa là các bác mặc trong mùa hè thấm hút mồ hôi của em nó cũng rất là tốt. Bên trên ngực áo mình có thiết kế một cái túi vuông và bên trên cái túi này sẽ là một cái phần thêu logo của nhà Crossbow này. Đây, bên trên này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Với cái sản phẩm này thì mặc lên cũng rất là trẻ trung nên là quý chị có thể lựa chọn em này, chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã của sản phẩm là A580 cho các bác có thể là coi lại cái form dáng của sản phẩm này và các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Rồi chúng ta đến với một thiết kế tiếp theo. Em này thì sẽ có cho mình là cái tông màu xanh than và cũng với cái họa tiết kẻ ngang luôn. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Under Armour này. Bên trên này là tem mác chính hãng của nhà Under Armour. Mã của mình là A581, chiều dài là 76 và sau là 77, ngang là 62 và vai sẽ là 50 cho các bác chúng ta xung quanh 75 kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Một thiết kế với cái phong dáng rất là rộng rãi thoải mái, hoặc là bác nào chúng ta yêu thích những cái phong cách áo dáng rộng như này thì quý chị có thể lựa cho những cái sản phẩm này chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Cũng là một cái thiết kế rất là mới với cái tông màu và các cái họa tiết cơ bản để cho quý chị chúng ta sử dụng. Các bác có thể lựa chọn sản phẩm này để chúng ta mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái logo, đây sẽ là cái hình thêu này rất là nét, rất là đẹp luôn. Và mã sẽ là A581. Mọi thông số thì nhà Sành Đồ Si sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi, và các bác có thể lựa cho mình những cái sản phẩm sao cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo polo tông màu tím và họa tiết của mình cũng là họa tiết kẻ ngang cho quý chị có thể coi cận cái chi tiết cũng như là cận chất của sản phẩm. Mã A582, chiều dài là 76, ngang là 60,5 và vai sẽ là 52,5. Em này sẽ dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 75 đến 80 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế với cái form dáng suông rộng rãi thoải mái, mặc lên cực kỳ dễ chịu luôn. Và cái phần cúc của mình nó sẽ là thiết kế kiểu giả gỗ như này. Đó, các bác có thể thấy cái cúc làm rất là cẩn thận tỉ mỉ, hàng cực kỳ đẹp luôn. Và cái tông màu tím này cũng là cái tông màu trung tính để các bác chúng ta có thể là phối đồ một cách dễ dàng. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Em này độ mới cũng còn rất là cao. Và mã của mình sẽ là A582. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo họa tiết kẻ. Bác nào mà yêu thích những cái tông tối màu, chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái tông màu ghi như cái sản phẩm này, mã A583, chiều dài là 78 và sau là 81, ngang là 63 và vai sẽ là 52,5. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta cũng xung quanh khoảng 75 đến 80 kg. Quý chị chúng ta đặt hàng này thoải mái luôn, form dáng suông rộng rãi này, đặc biệt bác nào bụng to bụng bự chúng ta cứ lựa chọn các cái thiết kế form dáng suông như này, mặc lên vừa thoải mái dễ chịu mà mặc lên trông form người mình cũng rất là gọn gàng. Cái phần tay áo của mình thì sẽ là được bo chun lại một chút này, nên là khi mà quý chị chúng ta mặc thì cái phần tay nó sẽ rất là gọn. Em này cũng với cái chất liệu cốt tông luôn, ở cái chất liệu cốt tông mặc lên thoải mái dễ chịu mà độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Đây sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Eddie Power, mã của mình là A583, độ mới của em này cũng còn rất là cao. Các loại yêu thích sản phẩm này có thể là chốt đơn với nhà sành đồ si xin. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, em này sẽ có cho mình là cái tông màu vàng phối với cả xanh than, mã A584, chiều dài là 74, ngang là 51 và vai sẽ là 48. Size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này cũng là cái chất liệu cốt tông này, thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ si. Bên trên này sẽ là cái phần tem mác của sản phẩm, nó sẽ in ở bên trên cổ áo, mã A584. Và chúng ta đến với một sản phẩm tiếp theo, đây sẽ là một con áo cũng khá là đơn giản, một thiết kế với cái tông màu hồng đậm, và mã của sản phẩm này sẽ là A585, chiều dài là 71, ngang là 55 và vai sẽ là 46,5. Cho quý anh chị chúng ta xung quanh từ 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn sản phẩm này. Và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ này, các bác có thể là quan sát kỹ một chút các cái chi tiết của sản phẩm cũng như là cái tông màu của em này. Một cái thiết kế cũng rất là dễ mặc dễ dùng, và em này chúng ta sử dụng trong mùa hè cũng rất là ok, vì là cái chất liệu của mình cũng là cái chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt, mã A585. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà sành đồ si giới thiệu đến quý chị sẽ là một con áo Puma, một con áo đến từ thương hiệu Puma này, tông màu đen. Trên ngực áo thì sẽ là một cái logo của thương hiệu, mã A586, chiều dài là 70, ngang là 54 và vai là 46, size L. Cho quý chị chúng ta xung quanh từ 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn sản phẩm này. Với cái tông màu đen thì sẽ là cái tông màu rất là dễ dàng để cho quý chị chúng ta phối đồ rồi. Bất kỳ cái sản phẩm nào với các cái tông màu khác nhau, các bác đều có thể là sử dụng chung được với cái sản phẩm này luôn. Và các bác có thể là lựa em này chúng ta mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã của mình sẽ là A586, em này cũng là cái chất liệu cốt tông, có chất liệu rất là mềm mịn, mặc lên thoáng mát dễ chịu cho mình. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo với cái tông màu của mình nó sẽ là cái tông màu cam, một con áo xôm chơi đơn giản. Đây sẽ là một cái thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo, và mã của mình sẽ là A587, chiều dài là 74, ngang là 56 và vai là 50, size XL. Cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75 kg mình có thể tự tin đặt hàng em này, với cái form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái. Và cái tông màu này sẽ là cái tông màu rất là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên với cái thiết kế suông chưa đơn giản thì các bác yên tâm là phối đồ với em này cũng cực kỳ là dễ dàng. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của nhà Uniqlo, và mã của sản phẩm sẽ là A587. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, thì đây sẽ là một con áo với tông màu xanh nước biển này, và cái họa tiết của mình cũng là họa tiết kẻ ô vuông luôn. Mã sẽ là A588, chiều dài là 73, ngang là 56 và vai là 48, size XL. Cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Một cái sản phẩm với độ mới cũng còn rất là cao, các bác có thể là quan sát kỹ một chút cận chất của sản phẩm cũng như là các cái họa tiết ở bên trên. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ si. Đây là một cái thiết kế mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là hợp lý để các bác chúng ta có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Mã của sản phẩm là A588. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo với tông màu xanh lá. Em này thì sẽ có cho mình là mã A589, chiều dài là 73, ngang là 56 và vai là 48, size XL. Cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu cực kỳ mềm mịn và cái độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Ở bên trên này thì nó sẽ là các cái thông số của sản phẩm này. Em này thì sẽ có 54% là cốt tông, còn lại là rayon và polyester, cũng là cái chất liệu rất là đẹp, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn em này. Một sản phẩm được gia công và sản xuất tại Việt Nam này, mã sẽ là A589. Cực áo sẽ có cho mình một cái túi vuông nhỏ như này. Cái tông màu này cũng là cái tông màu rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Các bác có thể là mặc hàng ngày ở nhà, chúng ta đưa em này chúng ta đi mặc ở tập luyện thể dục thể thao cũng được luôn. Mã của mình sẽ là A589 này. Và tiếp theo thì sẽ là một con áo với tông màu xanh lá. Lốt quý chị, con này sẽ là con tông màu xanh than, một thiết kế của nhà GAP. Đây sẽ là một thương hiệu đến từ Mỹ này. Mã của em này sẽ là A590, chiều dài là 69 và sau là 72, ngang là 56 và vai là 50. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg các bác có thể lựa cho em này. Form khá là rộng này, em này thì các bác cứ 70 75 kg chúng ta vẫn mặc trên thoải mái luôn. Cái form của mình cũng khá là rộng rãi và cái chất liệu của mình sẽ là chất liệu cốt tông. Với cái chất liệu này các bác yên tâm mặc lên chuẩn chỉnh phong dáng, và cái thứ hai là độ thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Cái tông màu xanh than này mà cũng rất là trẻ trung và rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Một thiết kế chính hãng của nhà GAP với mã là A590. Và cho quý chị chúng ta coi lại một lần nữa toàn bộ cái phong dáng của sản phẩm này. Đây sẽ là một thiết kế suông trơn đơn giản để quý chị chúng ta có thể dễ dàng mình sử dụng hàng ngày luôn. Và tiếp theo thì sẽ là một con áo đến từ thương hiệu Tommy, một cái thương hiệu cũng tương đối là nổi tiếng rồi. Mã A591, chiều dài là 68 và sau là 72, ngang là 54 và vai là 44. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg các bác có thể lựa cho em này. Với thiết kế trông rất là trẻ trung này, và các cái hình cũng như chữ ở bên trên này nó sẽ là hình in. Đây cái phần này thì nó sẽ là hình thêu này. Nói chung là thiết kế cũng rất là đẹp. Phần cổ áo của mình sẽ là hai cổ luôn. Đó, người ta có những cái thiết kế rất là độc đáo cho quý chị, và con áo này trông cũng rất là trẻ trung năng động, các bạn có thể sử dụng chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm trong thời tiết mùa hè năm nay. Chất liệu cốt tông dày dặn và mã sẽ là A591. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Si Xin. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo đến từ thương hiệu Uniqlo với tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than. Họa tiết cổ áo sẽ là có họa tiết kẻ này, match với cả cái phần tay áo này luôn. Mã A592, chiều dài là 70, ngang là 50 và vai là 43. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế đơn giản nhã nhặn lịch sự cho quý chị chúng ta có thể sử dụng hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Những cái sản phẩm của nhà Uniqlo thì bao giờ cũng hướng tới cái tính ứng dụng của sản phẩm, nên là các quý chị có thể thấy là các sản phẩm của nhà Uniqlo bao giờ người ta cũng thiết kế rất là đơn giản và nó sẽ không đi theo xu hướng gì cả. Mã hôm này thì sẽ là A592 này. Mọi thông số thì nhà Sành Đồ Si sẽ ghi vào phía bên tay trái của mình cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và tiếp theo một con áo với cái tông màu rất là nổi bật. Em này sẽ là cái thiết kế tông màu xanh lá, và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Mã của mình sẽ là A593, chiều dài là 75, ngang là 56 và vai là 52. Size XL cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70 đến 75 kg các bác có thể lựa cho em này. Form dáng của mình cũng là cái form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái. Nhìn chung thì các sản phẩm ngày hôm nay thì có size rất là lớn này cho các bác nào big size. Chúng ta đang tìm kiếm các sản phẩm áo rộng rãi thoải mái thì chúng ta có thể lựa chọn được rất là nhiều các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Và cái sản phẩm này cũng là một cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để các bác có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã là A593. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ có cho mình cái tông màu cam này, một con áo rất là đẹp đến từ thương hiệu PHPC. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu và mình có một cái logo của thương hiệu được thêu ở trước ngực áo. Mã của sản phẩm sẽ là A594, chiều dài là 74, ngang là 52 và vai là 47. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh 70 kg các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một cái tông màu cũng rất là trẻ trung năng động để các bác chúng ta sử dụng để mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Cho quý chị chúng ta có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này cũng như là các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Mã sẽ là A594. Bạn nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm với cái tông màu của mình nó sẽ là cái kiểu tông màu xanh ngọc. Mã A595, chiều dài là 70, ngang là 52 và vai là 45. Size M cho quý chị, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg các bác có thể là yên tâm lựa cho em này. Với cái phần cực áo chúng ta sẽ có một cái túi áo nho nhỏ ở bên trên. Cổ áo thì có thêm một vài cái khuy như này để cho cái sản phẩm của mình trông nó sẽ lịch sự nhã nhặn hơn. Và đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo này, bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã của sản phẩm này sẽ là A595, một con áo thiết kế rất là đơn giản với cái tông màu cũng rất là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể lựa chọn em này chúng ta mặc đi chơi đi làm. Rồi tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm áo polo với tông màu đỏ. Đây cũng là một cái sản phẩm rất là đẹp luôn, một thiết kế của nhà Tommy, tem mác đầy đủ chính hãng cho quý anh chị này. Và mã là A596, chiều dài là 72 và sau là 75, ngang là 56 và vai là 48. Size XL cho các bác chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75 kg các bác có thể lựa cho em này. Form dáng của mình cũng là cái thiết kế form dáng suông rộng rãi thoải mái cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Tông màu đỏ như này thì rất là nổi bật để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm ngày hôm nay, các cái thiết kế hình ở bên trên áo này nó sẽ là cái hình thêu cực kỳ nét, cực kỳ đẹp luôn, và không bao giờ sợ là bong chóc hay là hỏng hiếp gì cả. Nên là quý anh chị chúng ta yên tâm, chúng ta lựa chọn chất liệu của mình cũng là cái chất liệu cốt tông rất là dày dặn, mã A596 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Tommy, chúng ta có thể là nhanh tay liên hệ chốt đơn. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Cái này sẽ là một con áo với tông màu kem và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ô vuông. Mã của sản phẩm sẽ là A597, chiều dài là 72, ngang là 58 và vai là 51. Một sản phẩm cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75 kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Tông màu của sản phẩm này rất là trẻ trung và cũng rất là nhã nhặn lịch sự, để cho quý chị chúng ta có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Lại gần cho quý chị có thể là quan sát kỹ một chút các cái chi tiết của sản phẩm cũng như là cận chất này, chất rất là đẹp luôn, lên form dáng chuẩn chỉnh. Quý chị chúng ta hoàn toàn là yên tâm. Bên trên này sẽ là tem mác của sản phẩm và một số các cái thông tin của sản phẩm này. Mã sẽ là A597. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vào với sản phẩm thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Và đằng sau của mình sẽ là thiết kế chơi này, đằng trước thì sẽ là họa tiết kẻ ô vuông. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ có cho mình là cái tông màu ghi, phối cho mình các cái đường kẻ ngang với tông màu xanh và vàng ở trước ngực áo. Mã là A598, chiều dài là 74, ngang là 59 và vai là 53,5. Mỗi thiết kế cho các bác chúng ta xung quanh từ 70 đến 75 kg. Mình có thể lựa cho em này. Form dáng suông này, rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta sử dụng. Và với cái tông màu ghi này cũng rất là dễ để cho các bác có thể phối đồ. Mã của sản phẩm sẽ là A598, một con áo với chất liệu cốt tông cũng rất là dày dặn để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Độ mới của này cũng còn rất là cao nên là các bác chúng ta tranh thủ để chúng ta chốt đơn em này. Rồi tiếp theo sẽ là một con áo cũng với tông màu ghi luôn. Em này sẽ có cho mình cái họa tiết kẻ hình quả trám ở bên trên áo này. Mã là A599, chiều dài là 74, ngang là 56 và vai là 50,5. Em này sẽ dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70 đến 75 kg. Các bác có thể sử dụng em này. Cũng với cái form dáng suông dễ mặc dễ dùng, chất liệu thì rất là mềm mịn, không lo bay, không lo nhăn, không lo xù luôn. Và cái tông màu này thì các bác yên tâm là phối đồ cũng cực kỳ dễ dàng rồi, rất là nhã nhặn lịch sự. Và mã sẽ là A599. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn ngay với nhà Sành Đồ Si. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo với cái tông màu xanh lá này. Một con áo tông màu em này sẽ là kiểu tông màu cố. Và đây sẽ là một sản phẩm của nhà Nike, một con áo rất là xịn sò luôn. Mã A600, chiều dài là 77 và ngang là 54. Cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 75 kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Form dáng suông dễ mặc dễ dùng. Và cái thiết kế của mình cũng là một cái sản phẩm áo trơn thôi, không có quá nhiều các cái họa tiết ở bên trên, nên là các bác cũng yên tâm là phối đồ cực kỳ là dễ dàng. Và cái sản phẩm này các bác có thể lựa chọn chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok. Mã của sản phẩm sẽ là A600, với thiết kế chính hãng của nhà Nike. Bạn nào yêu thích sản phẩm này thì liên hệ ngay với nhà Sành Đồ Si trong đợt này. Rồi tiếp theo sẽ là một quần áo với tông màu nâu nhạt. Em này sẽ có cho mình họa tiết kẻ ngang này. Các bác có thể là quan sát kỹ một chút các cái chi tiết ở bên trên sản phẩm. Chất liệu thì cũng là cái chất liệu rất là đẹp luôn. Và mã của sản phẩm này sẽ là A601, chiều dài là 75, ngang là 61 và vai là 54. Cho quý chị chúng ta xung quanh từ 70 đến 75 kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Bên trên ngực áo chúng ta có thiết kế một cái túi vuông nhỏ này. Các bác có thể là đựng vào một vài cái vật dụng quan trọng thì chúng ta ra ngoài có thể là đựng vào đây. Tem mác chính hãng đầy đủ, một vài các cái thông số của sản phẩm nó cũng gắn ở trên đây luôn. Và em này thì sẽ là 100% chất liệu cốt tông này, nên là các bác yên tâm là em này mặc lên rất là thoải mái, dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Mặt trước mặt sau nói chung là cũng như nhau thôi. Bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là chốt đơn ngay. Một thiết kế với được cái độ mới cũng còn rất là cao. Mã sẽ là A601. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo polo với tông màu xanh rêu. Một con áo mà chúng ta có một cái tem mác rất là xịn sò ở mặt sau như này. Đó, quý anh chị có thể thấy cái tem mác cực kỳ uy tín luôn. Mã A602, chiều dài là 73 và sau là 76, ngang là 53 và vai sẽ là 46,5. Cho quý anh chị chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 70 kg. Quý anh chị có thể lựa cho em này. Một thiết kế áo với cái form dáng suông cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Tông màu rêu này cũng là cái tông màu được quý anh chị chúng ta rất là yêu thích này. Mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý anh chị chúng ta phối đồ. Và mã của em này sẽ là A602, thông số nhân Sành Đồ Si sẽ ghi một cái bên tay trái màn hình cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live hôm nay, cũng là một con áo với tông màu xanh rêu. Em này sẽ là cái tông màu nó hơi tối màu hơn một chút. Mã A603, chiều dài là 81, ngang là 61 và vai là 56 trong size 2XL cho quý chị chúng ta từ 75 đến 80 kg. Quý chị có thể lựa cho em này khoảng đến 85 kg quý chị chúng ta vẫn bon chen được luôn. Vì là cái form dáng của mình rất là rộng rãi thoải mái, chất liệu thì rất là mềm mịn, mặc lên thoáng mát dễ chịu để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Cho quý chị chúng ta có thể nhìn kỹ một chút các cái họa tiết bên trên sản phẩm này. Và cái tông màu này sẽ là cái tông màu trung tính để các bác có thể làm phối đồ một cách dễ dàng. Mã A603. Các bạn yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự nghĩ. Nhà Sành Đồ Si xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.